quay lại chút xíu là mình cái câu mà của ông Bảo Đại, ông nói một Rồi, câu thế này á, Hey, cái câu chào, đó mọi người, chào cái anh câu bạn, chào anh Phú, chào mọi người. Alo, chào anh Duy Tăng, lâu quá mới gặp anh Duy Tăng nha. Rồi, Lâu ok, để quá, cho Duy Tăng phát biểu đi. tưởng đi Mỹ Cà rồi chú à. Rồi, để Cà cho anh chú Duy à. Tăng phát biểu rồi, lâu quá để cho anh Duy Không Tăng thì phát biểu đi, anh chào mọi người dưới. Đấy, mình nghe EQ có một câu hỏi, không biết phải câu hỏi hay là cái câu đưa ra thì cũng không hay, chứ không phải dở đâu. Tại vì cái câu này mình nghe mấy người mà chống cậu người ta nói nhiều lần lắm rồi. Đúng Là câu ví dụ như chữ tiếng Việt từ đâu ra, đúng không? mà Anh là nhờ anh Bằng, nếu mà có ai hỏi gì anh đọc dùm, tại mình không trông thấy kỹ đây. mà Không con trông thấy. được anh cứ nói. Ok, thì theo mình nghĩ như thế này nè, tại vì cái tư duy như vậy nó hơi nô lệ, là tại vì mình ra đều là nếu mà không có tụi châu Âu nó vào Việt Nam thì bây giờ mình chắc là không có chữ viết luôn. Có nghĩa là giờ chắc là mình là dân mọi rợ. Nhưng cái đó là sai, là tại như thế này. Trung Hoa ngày xưa họ là một nước lớn, cái văn minh của Trung Hoa mà. Cho nên có những nước ví dụ như là Đại Hàn, Nam Hàn, Bắc Hàn, Nhật Bản, Việt Nam, rồi mấy nước chung quanh nó bị ảnh hưởng cái nền văn minh của Trung Hoa. Thì Trung Hoa họ đi trước thì mình đi sau. Thành ra mình mượn cái chữ viết, mình có cái ngôn ngữ riêng của mình, nhưng mà mình mượn cái chữ viết của Trung Hoa là chữ Hán, nhưng mà mình lại Việt hóa cái chữ đó. Mình bỏ nhiều cái chất Việt mà vào cái ngôn ngữ đó. Thành ra mình vẫn luôn có chữ viết, chứ không phải là mình không có chữ viết, mình vẫn luôn viết được. Thì mình đọc tiếng Hán thì mình hiểu, nhưng mà tụi Tàu nó đọc tiếng Việt mình đôi khi nó không hiểu, có những chữ nó hiểu và chữ nó không hiểu, tại vì Việt hóa đó. cho Hai nên tầng cái cho nên cái câu mà nói là chữ viết tiếng Việt mình ở đâu ra, là câu đó sai, là tại mình luôn luôn có tiếng viết chữ viết. Nói ví dụ nha, tụi Nhật Bản hay là Đại Hàn hay là Trung Quốc nó vẫn viết bằng cái chữ của nó đâu cần viết ABC đâu, mà nó vẫn có phi phi thuyền đi lên vũ trụ, nó vẫn có nền y khoa, nó vẫn có đủ các kiểu khoa học của nó. Cho nên mình nghĩ là phải có ABC, viết ABC thì mới là văn minh, thì cái đó là sai, tại vì thì mình không cần cái đó. Tuy nhiên tại tụi châu Âu nó vào trong nước Việt Nam mình, nó chiếm nước Việt Nam mình, ngoài nó lúc đó nó chưa chiếm, nhưng mà nó tìm cách nó Việt, nó Tây phương hóa cái tiếng Việt mình, nó dùng mẫu từ ABC. Cái mục đích của nó không phải là để nó giúp dân Việt Nam mình, mà mục đích của nó là để nó tiếp cận với người dân Việt Nam mình, để nó truyền bá cái đưa đạo của nó. đưa cái đạo vô trước, Nó đưa cái đạo nó vô. truyền giáo chú ơi. Đúng đúng rồi, truyền giáo. Thì nó chính xác là thế. Cho nên xong rồi từ từ nó Việt hóa, thì mình sau một cái thời gian dài á, thì mình bắt đầu mình thấy cái chữ mẫu từ ABC nó dùng cho cái ngôn ngữ mình nó cũng hay. Thì người Việt Nam mình á, cái công trạng của cái tiếng Việt của mình ngày hôm nay á, là cái công trạng của người dân Việt Nam mình, của con người Việt Nam mình, chứ không phải của bọn châu Âu. Bọn châu Âu nó chỉ có phiên âm qua cái tiếng ABC của nó thôi, nhưng mà cái tiếng của nó lúc đầu rất là phôi thai, nó không có đâu, nó không rõ ràng, nhưng mà mình làm cho nó hoàn chỉnh, cho tới ngày hôm nay nó càng ngày nó càng hoàn chỉnh. Thế đó là công trạng của người người Việt Nam mình. Thì nếu mà không có chữ ABC thì mình vẫn có chữ khác, mình không bao giờ không có. Trên cái đó mình trả lời cho EQ, không biết EQ có đồng ý cái đó không, hay là EQ vẫn nghĩ là tụi châu Âu nó mà không vào nước Việt Nam mình, chắc nước Việt Nam mình chỉ có nói không không bao giờ viết được, thì cái đó sai đúng không? EQ có đồng ý không? Đồng ý thì cho số 1 đi. Ok, với lại cái chữ độc lập, hôm nay là ngày 19 tháng 8, là ngày cách mạng tháng 8 phải Dạ. không ạ? Ok, thì nó từ cách mạng tháng 8 đưa tới ngày 2 tháng 9, thì mấy người mà có đầu óc mà không, họ không phản phản dân tộc đó, nói chung là họ không có trân trọng cái sự độc lập đó, thì đương nhiên họ không thấy cái đó là quan trọng. Thì nếu mà ngày độc lập nó không quan trọng đó, thì Mỹ nó đâu cần phải có ngày 4 tây tháng 7 đâu.
đúng không các bạn? Lập nước Mỹ đâu. Dạ đúng. Độc lập nó quan trọng. Bất cứ nước nào, tại sao mình có một nước, mình có một dân tộc, mà tại sao phải có một thằng ngoại bang nó vào, nó thống trị nền kinh tế, văn hóa, rồi thống trị quân đội, rồi thương mại, đủ mọi, rồi học vấn, đâu có được. Nó không thể làm chuyện đó được. Cho nên cái chữ độc lập rất quan trọng. À, thì mà nói tới cái độc lập đó, thì họ không có trân trọng cái độc lập lắm. Thì họ đã kích cái sự độc lập ngày 2 tháng 9 của Việt Nam mình. Nhưng mà thật sự cái ngày 2 tháng 9 của Việt Nam mình nó rất là đúng đắn, là tại cái ngày 2 tháng 9 đó, nhưng mình nói nhiều lần rồi, nó chính xác là cái ngày đó là toàn cõi đất nước Việt Nam mình là không có một cái ngoại bang nào mà thống trị. Nhưng mà thật không may là cái thời gian nó rất là ngắn ngủi, thì tụi Pháp lại quay trở lại Việt Nam, mà nãy mình có nói rồi. Thì thành ra mình nói đi nói lại là độc lập là quan trọng. Cho nên nếu mà các bạn không trân trọng cái đó thì đâu cần bạn cãi đâu, thì bạn có cái ý kiến riêng của bạn. Bạn nói thí dụ như cách đây 2 tuần mình có ngồi nhậu với mấy người bạn mình trong xóm đó, thì người bạn mình nói chứ miền Nam với miền Bắc là 2 nước độc lập, thì tại sao cần gì phải phải thống nhất, cần gì phải dùng vũ lực để xâm chiếm miền Nam. Anh Bằng, anh Phú nghe cái đó thấy nó có hợp lý không? Cái đó hợp lý rồi. Okay. Miền Nam với miền Bắc là 2 nước độc lập. Làm gì cần mà phải xâm chiếm miền Bắc, phải xâm chiếm miền Nam? Cái câu sai hoàn toàn. Sai hoàn toàn. Tất cả đều sai. Thứ nhất á, là nếu bạn nói là 2 nước á, là 2 nước riêng biệt. Vậy chứ anh là người Nam. Và tôi á, thì thật ra cha mẹ tôi là người Bắc. Tôi sinh ở Sài Gòn nhưng mà cha mẹ tôi bị bắt thì vậy là tôi không phải người Việt Nam. Hai chúng ta không phải Việt Nam mà. Hai chúng ta đang nói bằng ngôn ngữ gì? Cho nên cái câu đó nghe nó sai phải không? Miền Nam mình Bắc là một nước. Không thể nào có chuyện mình nói tiếng Việt mà. Xong cái thứ hai là miền Bắc hoàn toàn không có dùng vũ lực để xâm lược miền Nam. Mà miền Nam mình bị Mỹ nó cướp ra khỏi một nửa đất nước mình, ra khỏi nước Việt Nam chúng ta. Cho nên mình phải, Chủ tịch Hồ Chí Minh phải tiếp tục cái sứ mệnh là để mà giành độc lập và lại thống nhất đất nước. Mà mình đã dùng đủ mọi cách để mình tránh chiến tranh, chứ mình đâu có muốn dùng vũ lực đâu. Dùng vũ lực thì chết, có con người mình sẽ chết đúng không? Nhưng mà tụi Tây Phương dễ gì mà mình dùng lời, hay là mình dùng lời nói để mình xin độc lập lại, hay là mình xin nó trao trả đất nước lại cho nó, chúng mấy nó chịu. Thành ra bắt buộc mình phải đấu tranh võ trang thôi. Cho nên đó ý mình nói vậy. Ok, anh Phú nói đi. Dạ, nói bây giờ anh không nói nữa, tại sao Tây Đức với Đông Đức mà họ phải thống nhất đất nước? Họ cũng là 2 nước, nếu theo mấy bác thì mấy bác cờ vàng thì 2 đất nước Tây Đức và Đông Đức đó cũng là 2 đất nước từ độc lập, mà tại sao nó phải thống nhất đất nước? Và cái câu mà tôi rất tâm đắc nhất, cái câu của ông Bảo Đại, ông nói một câu như thế này: là thà rằng là một công dân của đất nước có một nền độc lập còn hơn làm vua của một đất nước mà bị nô lệ. Đấy. Thì ông nói câu đó rất là hay, anh Phú thì yeah. nhưng mà sau yeah. này ông lại làm sai, tiếp tục ông lại bị Pháp thì đó nước. Ông lại làm sai thì đó nhưng mà cái câu nói đó để là mình thấy rằng là câu nói đó là nó hiện thực ở trong một cái giai đoạn lịch sử đó, và khi mà ông ta đi theo cái con đường sai lầm đó là cái vấn đề của đó là vết nhơ của cái bản thân của ông. Thì đó ông nói là nếu như làm công dân của một nước độc lập còn hơn còn hơn là vua của một nước nô lệ. Không, ông thoái thấy rằng ở bất cứ nước nào mà nếu như một đất nước đó mà nó không có một sự thống nhất được thì đất nước nó hoàn toàn không bao giờ phát triển được ngày đến ngày hôm nay. Kể cả đất nước Việt Nam ta là đất nước chịu nhiều tai ương nhất, chịu nhiều sự thống trị của ngoại bang nhất, mà một đất nước thống nhất được trước nhất những các nước cường quốc khác, ví dụ như tôi nói là giữa Đông Đức và Tây Đức, và kể cả ngày hôm nay đó, kể cả ngày hôm nay Nam Hàn và Bắc Hàn họ muốn thống nhất mà họ còn chưa thống nhất được, là vì sao? Là vì cái thế lực ngoại bang đó, họ không ngăn cản cái sự thống nhất của cái dân tộc của họ. Đúng. Cho nên mình phải nhìn được
cái giá trị mà khi mà đất nước Việt Nam ta được thống nhất đến ngày hôm nay, đó là cái giá trị của lịch sử của cái dân tộc Việt Nam của chúng ta. Cho em trả lời AQ thêm một câu nữa, nãy em ghi xuống AQ hỏi cái tại sao Đông Âu nó sụp đổ, tại sao Đông Âu là theo chế độ cộng sản sụp đổ đúng không? Thì em trả lời rất là đơn giản là kệ nó chứ, nó sụp đổ kệ, Việt Nam mà đâu sụp đổ đâu. Cái, tại sao còn quan tâm? Tụi nó sụp đổ là chuyện của tụi nó. Chuyện là chuyện người ta, chuyện mình. Thì câu trả lời đơn giản này thôi. Anh em ngồi đây mình cứ phải phân vân. Hello. Cứ mình phân vân vậy có nghĩa là mình ao ước cho Việt Nam mà đánh giá phải sụp đổ nữa đúng không? Nhưng mà Việt Nam không sụp đổ mà nó lại phát triển. Vậy được chưa? Đúng rồi. Hello, chào mọi người. Nghe rõ không? À, xin chào. À, nghe. Thì bây giờ này xin chào tất cả các anh. Vừa nãy các anh cư xá, anh nói về chuyện vua Bảo Đại. Thì ở đây cũng có một cái bài báo, cũng có nhiều bạn trẻ đấy, bạn không biết là vua Bảo Đại thu ép thoái vị như nào mà trở thành công dân của nước Cộng hòa, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa như thế nào, và sau đó vua Bảo Đại lại theo mà Pháp lại như thế nào. Thì ở đây có một bài báo nói này. Thì em đọc cho tất cả các bạn biết một chút, nhiều khi là ví dụ bản thân em thì em cũng nắm được sơ sơ qua, nhưng một số bạn trẻ thì bạn không nắm được chuyện vua Bảo Đại cái thời gian năm 1945 ấy. Đêm 23 tháng 8 năm 1945, Bảo Đại nhận được điện của Ủy ban Giải phóng Dân tộc Việt Nam từ Hà Nội điện thoại vào và yêu cầu nhà vua chính thức tuyên bố thoái vị ngày 24 tháng 8 năm 1945, và Bảo Đại điện trả lời Ủy ban Giải phóng Dân tộc đồng ý tuyên bố thoái vị và mong ước chủ tịch ủy ban về Huế để giao quyền. Chiều ngày 28 tháng 8 năm 1945, nhân dân Huế đón phái đoàn của chính phủ lâm thời do ông Trần Huy Liệu làm trưởng đoàn vào Huế để chứng kiến Bảo Đại thoái vị và thu ấn kiếm của vị vua cuối cùng ở Việt Nam. 16 giờ ngày 30 tháng 8 năm 45, hàng vạn nhân dân Huế tụ họp tại Ngọ Môn chứng kiến một sự kiện lịch sử trọng đại. Bảo Đại đọc chiếu thoái vị, nhường quyền điều khiển quốc dân lại cho chính phủ Dân chủ Cộng hòa và tuyên bố lấy là vui được làm dân tự do của một nước độc lập, rồi trao ấn kiếm cho đại diện chính phủ lâm thời. Trong không khí nghiêm trang, cờ quẻ ly của triều đình Huế bị hạ xuống, cờ đỏ sao vàng của chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được kéo lên nóc nhà Đại nội Huế dưới sự chứng kiến của các triều đình Nguyễn và nhân dân cố đô Huế. Đại diện chính phủ lâm thời Việt Nam tuyên bố xóa bỏ chính quyền quân chủ ở Huế và trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam, công bố chính sách của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chấm dứt sự tồn tại hàng trăm năm của chế độ phong kiến Tây Sai. Sự kiện Bảo Đại tuyên bố thoái vị có một ý nghĩa quan trọng chính thức, đánh dấu sự sụp đổ của chính quyền phong kiến lỗi thời. Nhân dân ta đã thực hiện được một bước ngoặt quan trọng trong đường lối cách mạng dân chủ mà Đảng ta đã đề ra từ năm 1930. Việc Bảo Đại tuyên bố thoái vị cũng đã triệt tiêu một đầu mối mà các thế lực đế quốc phản động đã muốn duy trì, sử dụng nó như mưu toan chống phá chính quyền cách mạng và thực hiện các âm mưu thủ đoạn đặc ách thống trị lên đất nước ta. Sau khi thoái vị trở thành công dân của một nước độc lập, Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy, tức là tên của Bảo Đại, được chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đối xử rất tốt. Đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh đã mời ông ta làm cố vấn tối cao cho chính phủ lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ông ta cũng được mời làm một trong 7 thành viên ủy ban soạn thảo hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa năm 1946. Ngày 6 tháng 1 năm 1946, trong cuộc tổng tuyển cử dân chủ đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Nguyễn Phúc Vĩnh Thụy được bầu làm đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, sau khi thực dân Pháp bộ nước nổ súng xâm lược Việt Nam Kỳ, thì vị công dân nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Vĩnh Thụy lại dao động nhân tâm, quay lại bám gót người Pháp, tham gia chính phủ Trần Trọng Kim, rồi bị chính những kẻ phản bội dân tộc lưu đày ông sang Pháp và từ bỏ quyền công dân của mình. Đấy là vị vua Bảo Đại, vị vua cuối cùng của triều đình phong kiến tại Việt Nam. Vâng, xin mời anh Tâm ạ. Nói thật thì các em thì hiểu rằng những cái người lớn tuổi như anh mà sống ở trong cái chế độ Việt Nam Cộng hòa về trước 1975 thì dốt đặc về vấn đề sử gọi là nói chung là sử về vấn đề cách nói về cách mạng á, nói chung là không biết gì. Bởi vì ngày xưa cái nền giáo dục của Việt Nam nó cũng có cái định hướng nè, có nghĩa là ví dụ như những cái trận Điện Biên Phủ, những trận Điện Biên Phủ thì không có học nè, thì học những cái là như là Hai Bà Trưng, Nguyễn Huệ, những cái danh nhân lớn thôi. Còn những cái mà thuộc về cái vụ như dạng mà miền Bắc, ví dụ như Võ Nguyên Giáp, chứ mình nó hoàn toàn là bù trắc, không có biết một cái gì cả. Thành ra nhiều khi các bạn tháng 10 tao cũng dốt đặt luôn, thì cái đó tụi bạn đừng có cười, anh thì dốt cái vụ đó. Các bạn 8 cũng không có luôn.
Em bổ sung anh Cầm thêm là sử của Việt Nam Cộng Hòa ngày xưa là học những sử của những ông mà theo chân thực dân Pháp nhiều hơn đa số, như thì là đó. Tôn Thất Thuyết hay là nói chung là như vậy. Chứ ngoài miền Bắc thì hoàn toàn anh không biết gì cả, thành ra đôi lúc nhiều khi anh không biết thì anh không phát biểu được, nói thẳng là vậy. Nhưng mà mình phải suy cho cùng, có nghĩa là sau khi thường thường thì một quốc gia thì cái lòng dân rất là quan trọng. Những quốc gia nào mày thấy rõ ràng anh đã chứng minh cho rồi mày rất là nhiều. Thế làm sao ở bên này là Việt Nam Cộng Hòa được Mỹ viện trợ rồi súng ống đạn dược đầy đủ, quần áo dài bốt rồi súng tân tiến, nói chung xe tăng thiết giáp máy bay, nói chung tất tần tật đều có trang bị vũ khí tận răng, nói thẳng vậy. Còn lính đặc công ở bên lính Bắc Việt thì hầu như còn không là mặt trận giải phóng Việt Nam toàn hoàn, rất là khổ sở. Có nhiều người bận quần xà lõn, phim tư liệu đã chiếu lên, tâm đã lấy lên tôi coi rồi đó, có nghĩa là bận quần xà lõn ở trần trốn dưới hầm, nói chung là ăn cá mực. Nhưng mà họ có cái lý tưởng. Nói như vậy để chị hiểu rằng khi lòng dân mà đoàn kết lại và có một cái sức mạnh toàn năng, có thẳng là vậy, không có bước tiến nào mà dân mà đã đồng lòng thì không có cái gì gọi là phải phải thà chết, thà bỏ xác hoặc thà, nhưng mà lý tưởng lúc nào cũng phải chiến thắng cả. Mình nói như vậy để mình hiểu rằng mặc dù là ta không học về cái lịch sử của cái phía bên trước 75 miền Bắc không có dạy, chẳng hạn như là những trận Điện Biên Phủ và Võ Nguyên Giáp này khi là hầu như là hoàn toàn không có. Nhưng mà mình đã chứng thực và thực tế thì sau này thì bây giờ mình sau này tao sẽ học hỏi và tao sẽ coi internet, rồi tao sẽ sưu tra ra và tao đi tham khảo thêm. Nhưng mà nốt tới cho cùng thì bây giờ đất nước mình thì cũng quá tuyệt vời rồi, cũng không cần gì phải nói nữa. Cái điều đó thì mình cũng không cần gì phải nói nữa. Tại hôm nay là cái ngày gì kỷ niệm cách mạng tháng 10 ha, cách mạng tháng 10 nó nghe nói là nó phát xuất từ ở Liên Xô mà. Tháng 8 là ở Việt Nam, còn tháng 10 là ở Liên Xô phải không? Dạ đúng em. Ta cũng không rành được quá lắm, nhưng mà thôi kệ đó, kỷ niệm thì kỷ niệm. Mình kỷ niệm đây là cái niềm vui chung của đất nước thì mình vui theo, nói thẳng là vậy. Tao cũng hà rứa lắm, còn nghĩa là cái gì tánh tao là kỳ lắm, người ta cũng đã từng nói tụi bây rồi, có nghĩa là cái gì vui đất nước là tao vui theo, mà có nào gì buồn của đất nước là tao buồn theo, thế thôi. Vì già rồi mình chỉ cầu mong đất nước mình an bình hạnh phúc, tất cả mọi người dân yêu ấm no thì mình mừng rồi, thế thôi. Mình không được giúp được gì nhiều thì mình giúp tiếng nói. Tiếng nói ở đây có nghĩa là những người nào mà xuyên tạc chống phá đất nước mình mà nói sai sự thật thì tao lên tao phản bác. Mà tao phản bác thì tánh của tao kỳ, hay tao phản bác là phải có tình, phải có lý, phải có tư liệu, phải có hình ảnh này kia, tao không có bắt xếp bằng phản bác xuông. Và xuông tụi nó hay cãi lắm, nó cãi cối, nó cãi hoài à, mệt lắm. Mình không cần phải dây dưa tụi nó, bởi khổ mình dây dưa mà nói chuyện, mình nhiều khi mình chửi, mình đâu có biết chửi giống như tụi nó đâu. Thành ra mình không cần phải chửi, mà mình đưa ra những hình ảnh giống như thằng Duy Tân thì nó đọc tư liệu nhiều, nên nó biết nhiều hơn, nó thẳng là hơn nhiều chú. Bởi tao đi theo bài tao lò bò, tao đi học cũng, nó hoài. Cũng cố gắng học hỏi lên thôi. Đấy, cũng học hỏi thôi. Đúng rồi, mà tao đi học bài không biết gì, không có tao mà không có rảnh gì, tao hỏi mày, bởi vậy mày đi đâu tao đi đó à, mày bám tao đã bám đít mà. Thôi, mày... anh bám tao làm lấy gì em kiếm ăn với anh. Khổ vậy đó. Thì để rồi em nói thêm cho em nói cái này có được không? Tại vì nãy anh Bằng nói ông Bảo Đại thoái vị xong cái lại theo chính quyền Trần Trọng Kim, xong sau đó bị xong rồi cái đi đi lưu vong đúng không? Không phải không anh Bằng? Không, đi theo giật để mà vào pháp không pháp. Thì, à. Thì sau đó thì ông lại bị tư pháp vũ quay trở về Việt Nam. Thì cái này em đọc thì ai nếu sai thì ai chỉnh lại dùm. Thì nói nhân tiện mình chia sẻ cho thằng EQ luôn, tại EQ như chẳng chịu đọc. Thì ông tự phát khi sau năm 1945 thì bắt đầu nó lại tham, nó muốn quay trở lại Việt Nam, nó cướp nước Việt Nam một lần nữa. Thì cuối năm 1946 nó dùng vũ lực để nó xâm lăng Việt Nam mình đấy. Thì nó đánh Hải Phòng, nó đánh Hà Nội, thành ra chính phủ Việt Minh phải rút về Tây Bắc. Thì về cái vùng hang Bắc Bó đó thì mất 9 năm sau mới giành lại độc lập. Thì trong cái thời gian đó thì Pháp bắt đầu nó dựng nên một cái quân đội Việt Nam quốc gia. Việt Nam quốc gia. Đúng rồi. Thì dùng người Việt mình để đánh người Việt mình.
thì cái quân đội quốc gia nó thành lập như vào năm 1948 gì đó, ok, không chính xác một đoạn nữa đó, ok, nó thành lập thì cái quân đội đó là cái quân đội Tây Sai Pháp lập cho cái cờ đó, cờ vàng đó, thì nó những người mà EQ nghe đó mình nói ra, tại vì cái cờ đó không phải là cờ của Minh Mạng hay là cái gì Thành Thái cái gì hết trơn, cờ của Việt Nam quốc gia, cờ Tay Sai của Pháp, quân đội Việt Nam quốc gia là quân đội Tay Sai của Pháp, ok, đơn giản vậy thôi. Mới mà đừng có đổ đồng quân đội Việt Minh là cũng Tay Sai của khối Cộng sản Pháp, mình không có, mình đừng có lập lờ lãnh lệnh con đen, không có. Quân đội Việt Minh là nhờ sự giúp đỡ về quân sự thôi, với lại về nhờ sự giúp đỡ về tư tưởng để giành là tư tưởng, ví dụ như họ phải dùng cái tư tưởng ví dụ như chủ nghĩa cộng sản đi để họ giành độc lập thôi, chứ còn họ không có lệ thuộc bất cứ gì hết. Đến ngày hôm nay nó đã chứng minh là cái đó là đúng. Thí dụ như ngày xưa mình ngồi đây mình cãi nhau năm 1950, ví dụ mình đang ngồi hiện giờ là năm 1950 đi, thì mình cãi nhau mà nói chứ ô có thể là anh thắng, có thể là anh đúng tôi sai, nhưng mà giờ 2020 rồi, rõ ràng là chính phủ người cộng sản họ là không có một cái tư tưởng nô lệ nào trong này hết trơn, nên cái đó không còn bàn cãi nữa. Thì khi mà ông Bảo Đại ông đang lưu vong ở đâu thì Pháp dứt lên quân đội quốc gia thì nó mời ông về làm quốc trưởng, rồi ông là quốc trưởng, đúng rồi. Thì cái quân đội đó nó cũng bị tan rã theo với Pháp vào cái sau Pháp đó là cái Mỹ viện trợ, nhớ Mỹ viện trợ cho Pháp là 80% để Pháp quay trở lại Việt Nam. Mỹ bắt đầu viện trợ 80% là khoảng cuối thập niên 40 ấy, khi mà Mỹ thấy Trung Quốc trở thành cộng sản rồi chiến tranh Triều Tiên kia là Mỹ bắt đầu bỏ dồn tất cả để ủng hộ Pháp 80%. Không có Mỹ thì Pháp không thể quay lại Việt Nam. Thì Pháp cái Điện Biên Phủ là Mỹ không á, Mỹ ủng hộ. Thì khi mà Điện Biên Phủ thất thủ thì đương nhiên là Việt Nam Cộng hòa, Việt Nam quốc gia, phải phân biệt hai cái đó khác nhau. Việt Nam quốc gia là của Pháp thì Mỹ nhảy vào, Mỹ dựng lên ngôn diệm, thì cái quân đội quốc gia đó thay áo trở thành Việt Nam Cộng hòa. Việt Nam Cộng hòa không hề dưới thời Pháp đó, là không phải là Việt Nam Cộng hòa, mình nhắc đi nhắc lại, không phải là Việt Nam Cộng hòa mà là Việt Nam quốc gia. Sau năm 1954 đội chủ thay áo trở thành Việt Nam Cộng hòa, thành ra tướng Việt Nam Cộng hòa hầu hết đó là Pháp đào tạo mà ra. Đúng rồi. Tất cả đều là Tay Sai. Đúng rồi. Tay Sai trong đó có anh Cầm nữa, anh Cầm cũng là Tay Sai đó. Nhưng mà tao nhớ mày nhá, tao nhớ là ngày xưa là cái ông E Phú mày có nhớ thằng cha đại tướng Lê Văn Tị không chứ? Tị Phỉ rồi đó. Đó là toàn là tướng là lính Pháp, toàn lính Pháp hết trơn á. Thiệu cũng ngày xưa cũng lính Pháp hết. Ừ, toàn lính Pháp hết. Thì thôi cái chuyện số tướng có số tướng trẻ sau này mà là do Mỹ thôi là tạo dựng nên thôi, chứ còn đại đa số 80% là tướng Pháp. Đúng rồi, thì ừ, thôi, không bàn cãi nữa, có nghĩa là lịch sử đã chứng minh rồi, tất cả mọi người đi theo gót ngoại bang, nói thẳng là vậy. Cho nên mấy anh thấy mấy ông tướng ngày xưa nói chuyện dùng toa với mo toa mo đúng rồi, họp mà tao chán vô lắm, vô toa với mo riết rồi họp ban chỉ huy cũng đâu có sao cả ông, đâu có sao mà ông cứ toa cho moa mà ông yêu nước thì được rồi, nhưng mà năm nay ông toa mà đất yêu nước thì không được. đúng rồi mình nói cũng như giờ anh ở Mỹ quen rồi, anh cứ you and me ví dụ vậy đó. Đức thì chả biết you là gì mà me là gì, anh Đức tiếng Đức là gì tiếng Đức à, ít do không à, vậy ít do nghe ghê thì anh nói bậy không, đúng không? Không đúng rồi. Nghe bài bài. Nhưng rồi như là mày tao vậy đó, hay là tiếng tàu nị ngộ vậy đó, nó vậy vậy thôi. Ít nói cho đu nghe, thay vì du thì nó dùng đu. Còn một cái điểm này nữa cũng nghe hình như EQ cũng có nhiều lần nhắc tới, không biết mà nói EQ nhiều quá, biết EQ có ghét mình không á. Ghét làm gì? Không, mình thích người ta yêu mình, nếu mà thấy ai ghét, cho dù người đó phản động cũng yêu mình luôn. Mình thích. Ok, thì EQ nói là đa đảng, thích cổ vũ đa, lúc nào cũng cổ vũ đa đảng. Ừ.
đa đảng bây giờ nhân tiện là anh cầm cố ở Mỹ, mà Mỹ kêu có ở Mỹ, mà chẳng lẽ mình ở Mỹ mà mình bịt mắt mình không trông thấy cái gì đang xảy ra nước Mỹ sao? Mà đúng mình lại cho là mắt mình rất là sáng, mình trông thấy ở Việt Nam, mà trong khi mình không ở Việt Nam, nghe nó vô lý phải không? Bây giờ mình không nói về vấn đề chính trị, mà nói về vấn đề mà logic không mất xe, không, mình không ở Việt Nam, mình đâu có hiểu Việt Nam, mà mình cứ nói như đúng rồi. Trong khi Mỹ những gì nó đang xảy ra, mình này, hoàn toàn không biết. Đó hoàn toàn không biết gì. Ví dụ như ở Mỹ nó có đa đảng, thật ra nó chỉ có hai đảng mà thôi, cũng chẳng có nhiều lắm, đó. Nó có những đảng khác. Mà là mấy cái đảng đó nó nhỏ thôi, nó không quan trọng. Thì Đức này cũng vậy anh Duy Tân, Đức này cũng vậy thôi, nó có đây cũng nhiều đảng nhưng mà chỉ có hai đảng thôi, đảng anh đừng nói bên Đức có đảng quốc xã nha anh. Không không anh. Không đảng, vậy thì được. Đó, có đảng xanh nè, đảng nhiều đảng xanh nè, quốc xã này nghe nghe đúng rồi. CDU. CDU CDU là Thiên Chúa Giáo, CDU SPD, chỉ có hai đảng CDU và SPD thôi, cũng như đảng Dân Chủ và đảng Cộng Hòa thôi. Cái gì đó đảng mà SPD đó anh kia. Dạ, đó thì đảng SPD là nó là đảng Dân Chủ anh. Dạ. Còn đảng CDU là đảng Thiên Chúa Giáo anh. Thiên Chúa Giáo, dạ, hai đảng. Thì đó Mỹ nó có đa đảng, nhưng mà thật ra chỉ có hai đảng thôi, nhưng mà nó làm cho nước Mỹ gọi là chia rẽ vô cùng. Xín dính luôn. Chia rẽ mình chưa từng có, mình chưa thấy một cái nước đất nước nào mà nó chia rẽ là hai đảng mà chia rẽ khủng khiếp. Mà nó toàn là dơ bẩn xấu xa, mà nó mỹ dân, mà nó nói lão, nó để mà nó giành quyền lực. À, đó. Thì trong đây cũng có nhiều người, ví dụ như anh Cầm chẳng hạn, anh ủng hộ Dân Chủ, thì cái đó mình tôn trọng, mỗi người có cái quyền tự do, nhưng mà mình thì không ủng hộ. Thôi mày ơi, tao nói cho mày nghe, tao khoái. Anh lặng đi, để cho em nói xong cái đó. Nói chơi chứ, không sao anh, em thấy bình thường mà. Ví dụ anh thích Dân Chủ, quyền của anh nói em chả thích đảng nào, nhưng em thấy ông Trump là ok. Tao không thích đảng nào cả, mà tao chỉ thích cái bà Malaysia thôi. Anh thích Dân Chủ nói đại, tại cho anh nhiều tiền đúng không? tiền. Khổ. Có đâu gì khổ. Chẳng lẽ có nhiêu đó thôi sao? Phải nghĩ tới đất nước thứ hai anh đang sống chứ. Chứ anh cho có... Mấy đồng rồi, mày nói tiếp đi. Thì anh Duy Tân anh Cầm theo thời Việt Nam Cộng Hòa đó, đệ nhất đệ nhì hòa đó, thì trong miền Nam nó cũng có nhiều đảng như vậy, là cũng có là Việt Nam Quốc Dân Đảng nè, nó có nhiều đảng, nhưng mà kết cuộc rằng cái đảng nào thời đệ nhất hòa là kết cuộc rồi là cũng là anh, cái đảng đi ra đảng Phú à, nhân mấy cái đảng đó anh nhắc làm cái gì, cái đảng đó nó đối với Mỹ quan trọng là cái đảng nào mà đối với Mỹ nó theo Mỹ quan trọng. Do mà thật ra quan trọng Việt Nam Cộng Hòa nó không phải là đảng, nó là chính thể. Là chính thể bên Nam Hòa. Đúng. Nhưng mà nó không có theo, em chả hiểu nó có cái đảng gì em không biết. Nhưng mà em biết là đệ nhất Việt Nam Hòa là theo cái đảng Cần Lao Nhân Vị. Cần Lao Nhân Vị. Rồi ông Thiệu sau này Thiệu lên thì Thiệu mới lập ra cái đảng Dân Chủ. Gì không biết. Dân chủ anh. Dân chủ. Gọi là chú nói đúng. Từ ngữ dữ ha, Dân Chủ. Nhưng mà nói chung là cái Mỹ nó không quan tâm đảng gì, cái những nhân vật nào hay là đảng phái nào lên mà nó có thể sai khiến được thì nó dùng thôi. Chứ làm gì mà có chuyện mà đảng này đảng nọ vào, những cái đảng Hoa ngày xưa không có thể nào mà có chuyện đó được. Diệm sai khiến diệm được thì nó sai. Đến khi mà không sai khiến diệm được nữa thì nó dứt họ. Là làm tay sai nô lệ phải nghe lời chủ thôi anh. Nếu mình theo thì cũng là tay sai của nó. Đấy. Nhưng mà nó chưa dứt là may thoát được đi là may. Thì ý em nói vốn là đa đảng ở Mỹ, các bạn cứ mơ đa đảng ở Việt Nam. Nhưng mà nghĩ các cái chữ anh mấy người này họ dùng cái họ vũ khí nước Việt Nam mình chế ra thêm một đảng nữa để họ có cơ may họ về họ ngồi chung kiếm cơm vô một cái kiếm ghế cơm. Kiếm cơm. Còn còn đối anh nghĩ nếu mà muốn được thành lập một cái đảng khác ấy, thì cái đảng đó nó mơ giữa ban ngày chứng minh có những cái thành tích gì hay là công trạng gì cho dân tộc, bắt đầu cái đảng đó chính xác. Bắt đầu ngồi chung để người dân mình nhìn thấy hai đảng đó, đảng này đảng này có thể làm quá nhiều. Anh phải có công trạng gì anh mới được quyền giành phần nói chuyện. Bây giờ có một đảng thứ hai ấy, tuy là họ không có trong lịch sử nhưng mà họ chứng minh họ đưa cái gì đến đất nước mình, cái gì đó em không biết. Nhưng mà cái đảng mà kiểu như đảng của ông Đào Tuột Quần ấy là sao về Việt Nam
vô lý mấy người này. Cho nên hồi đó mấy cách đây mấy năm cứ nghe EQ cứ ủng hộ Đào Tuột Quần, và giúp cuộc Đào Tuột Quần cũng thoái vị, dù chữ thoái vị là ở trong. Dạ mấy chú ơi, mấy chú có nghe cái tin là vài tháng nữa là Đào Tuột Quần về Việt Nam không mấy chú? Thì nó muốn đi đâu đi nó, thiệt ra ông Tống đòi là về để chiêu sinh á. Nó chơi nó giỡn nè, nó về Việt Nam nó chơi nó giỡn nè. Con đọc mấy học đọc mấy hôm nó về. Đọc Tùng Lê hả? Đọc Tùng Lê nói hả? Tùng Lê nói. Hay là chế Đào Tuột Quần ai cho về đâu, tại chế đoan quá chế phản động. Không, đó ai cho về? Không ai cho về. Tao nghĩ không ai cho về đâu. Nhưng mà thật ra chế về Việt Nam chạm thua. Chạm cái loại đó, mà đâu có ai quan tâm đâu. Nước Việt Nam bây giờ, nước Việt Nam giờ họ quá mạnh. Thành ra những người như là Đào Tuột Quần ấy về thì tuột thêm quần nữa chứ làm được cái gì đâu.